Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video này xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ mái che cabin dành cho xe ba bánh. Bộ này có kích thước chiều ngang là 1m1, chiều cao 1m5, và mái che phía bên trên này là có chiều sâu là 90cm các bạn nhé. Cái mái che này thì các bạn lắp được cho tất cả các cái dòng xe từ 1m1 trở lên. Đấy, rất là đẹp này. Mái liền luôn. Mái thì có vị trí bắt đèn xi nhan. Đây, kính của nó là kính cường lực. Rất là an toàn. Đèn pha mình cam kết là cái loại này có thể lắp được cho tất cả các dòng xe ba bánh nhé. Xe ba bánh thùng kín này là xe ba bánh thùng hở đều lắp được hết. Lắp được đèn xi nhan này. Chắn bùn này. Đây, kính này rất là trong này. Kính này là kính cường lực cho nên khi có xảy ra va chạm vỡ ấy, thì nó sẽ vỡ vụn như ngô luôn ấy. Cho nên là các bạn rất là yên tâm, không phải sợ. Đấy, có kính thay thế nhé. Bạn nào mua kính riêng bên mình cũng bán đâu. Đấy. Có vị trí bắt gạt mưa đây này. Bộ này thì đi kèm một đôi xi nhan và một cái bộ gắn mưa tay thôi. Nhưng các bạn có thể thay thế bằng động cơ gắn mưa cũng được. Đấy. Chiều cao là 1m4 các bạn nhé. Đối với bộ cabin này thì rất là đẹp. Đây mình quay chiều ngang cho các bạn xem này. Đấy, mái rất là đẹp này. Cái này thì bên mình có loại mái liền là mái màu xanh này các bạn nhé. Còn mái rời thì để dễ vận chuyển ấy thì nó sẽ có kích thước rời riêng. Cái mái rời thì bên mình có cái chiều rộng là 90 đến 1m. Cái tấm mái ở phía trên nó sẽ rời thì nó dễ vận chuyển. Còn những cái tấm liền này thì các bạn ở gần đấy thì nó sẽ kín và nó cứng cáp hơn nhiều so với mái rời. Thì một số các bạn lưu ý thì bên mình bán cái này thì nếu mà bạn nào đến nhà lấy ấy, thì mình bán giá là 1,350 triệu nhé. Thế còn các bạn nào phải gửi đi thì mình bán 1,500 triệu. Bởi vì là mình phải mang xe nó ship đi cho các bạn. Đấy. Mọi chi tiết thì liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.